trong làng mong đám cưới lại sai, trai thét bò xe còn gái thét lời.
gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng còn anh công tử sâu xa, tiếng cũng vàng em có út hột xoàn, nhà anh có sông cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, trong làng mong đám cưới lại sai, trai thét bò dê con gái thét lợn gà. À, trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê, trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước sâu rộn ràng. Cũng như phái đoàn nhà trai cùng tất cả các quý vị của nhà trai cũng như nhà gái hiện diện tại hôn trường họ nhà gái chúng tôi để tiếp nối chương trình. Tôi trả lời cho ban tổ chức họ nhà gái xin trân trọng kính mời ông đại diện nhà trai phát biểu ý kiến, kính mời ông ạ. Thưa các cụ công các bạn và toàn thể cô dì chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên, gia đình nhà trai chúng tôi đã sinh hạ được do cháu Tuấn Lây đã lớn và trưởng thành, các cháu đã quen biết lẫn nhau và cũng được mà qua thời gian vừa qua hai cháu đã hứa hẹn với nhau, đã đến kết tóc sơ tư đầu bạc với nhau và kính thưa các cụ ông các bà, các cháu đã lớn đã trưởng thành và các cháu nguyện sống với nhau trọn đời và hai cháu nó về kính thưa với làm việc hai bố mẹ hai đứa cha cùng và được sự nhất trí của gia đình và chính quyền địa phương. Và những ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có cảnh cao cây trầu và có những sinh dâu để sang đến bên nhà
đại gia đình bên nhà gái để xin cháu trước là để kính lễ gặp tiên, sau là thưa chuyện với các cụ, các ông các bà cùng toàn thể cô dì chú bác và xin cháu về chính tại gia đình nhà trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông các bà cùng toàn thể cô dì chú bác tiếp gia đình nhà trai chúng tôi, và tôi xin cảm ơn tôi xin hết đó. Dạ vâng, vừa rồi ông đại diện nhà trai có phát biểu ý kiến, trước tiên là có cơi trầu để biến báo tổ tiên đón cô Mai Lê về làm vợ của anh Tuấn cùng với làm tư con của các cụ ở trong nhà. Để tiếp nối chương trình, tôi thay lời cho ban tổ chức họ nhà gái xin trân trọng kính mời ông đại diện nhà gái phát biểu ý kiến ạ. Vâng, kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì, chú bác, anh chị em nam nữ, hai họ, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, rất là tốt. Thì gia đình nhà gái chúng tôi có cháu Lê về, chúng tôi sẽ thay mặt gia đình nhà gái và xin chào cháu Lê về làm dâu con trong gia đình nhà ông bà toàn bộ, và xin cảm ơn. Vâng, vừa rồi ông đại diện nhà gái cũng đồng ý nhất trí xin nhận cưới trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiếc cười mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông
che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Cho quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thiền hoa ơi dừng đây thôi. Anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ.
đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng. Chào đón bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ?
Đăng Khang xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, thật là ý nghĩa. Chúc cho hai em trong năm hạnh phúc. Một bài hát đầu tiên xin gửi đến, bài hát này cũng như là thay lời chúc, Đăng Khang sẽ đưa quý vị đến một nơi, một bài hát rất là ý nghĩa có tên đề Vùng Trời Bình Yên. Vâng, xin cả nhà cùng thử bài này. Trình cũng như anh em ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay, kính gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho lễ thành hôn ngày hôm nay của đôi bạn Anh Tuấn, Mai Lê sẽ thành công, rực rỡ. Và những tràng pháo tay của quý vị có thể liên tục vang lên thật lớn để chúc mừng cho đại gia đình chúng tôi, biết được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa thật là quý vị thân khách quý thân mến, và ngay sau đây để chương trình buổi lễ thành hôn của chú rể Anh Tuấn và cô dâu Mai Lê có thể được chính thức bắt đầu, chúng tôi xin được mời thật là quý vị, chúng ta sẽ cùng tạm gác lại những câu chuyện riêng tư của mình, cùng hướng ánh mắt nhìn của mình trở về trung tâm sân khấu ngày hôm nay, và hãy dành những tràng pháo tay thật giòn giã để chào đón lên sân khấu những gương mặt quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Xin được chào đón chú rể Anh Tuấn và cô dâu Mai Lê. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu, chú rể sẽ cùng tay trong tay bước lên sân khấu cùng với tràng pháo tay thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị đi ạ. Vâng ạ, những tràng pháo tay của quý vị có thể lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chú rể Anh Tuấn, cô dâu Mai Lê, họ đang tay trong tay cùng bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường hạnh phúc của mình. Và trên con đường ấy, họ sẽ phải trải qua nhiều chông gai thử thách của cuộc sống. Và họ nguyện sẽ nắm tay nhau để đi đến đích đến của tình yêu. Kính thưa quý vị, họ sẽ cập đến vĩnh bờ của hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa nếu những tràng pháo tay của quý vị có thể liên tục vang lên để chúc mừng hạnh phúc cho họ, có được không ạ? Cùng với sự hiện diện của cô dâu, chú rể để cùng tiến vào những chương trình chính thức trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay, chúng ta xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn. Hai bác sẽ đại diện cho hai bên gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái nhận dâu giữa hai bên gia đình. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị trưởng đoàn. Quý vị, khách quý, thính mến trên sân khấu lúc này, đó là sự hiện diện của những nhân vật chính trong buổi lễ hạnh phúc ngày hôm nay.
xin được giới thiệu đôi tân lang và tân gia nhân, cô dâu, chú rể anh Tuấn, Mai Lê, cùng với sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình họ nhà trai, họ nhà gái. Quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón được không ạ? Vỗ tay ạ! Xin được cảm ơn toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể quý vị, tân khách quý của gia đình kính mến. Trải qua được một thời gian dài tìm hiểu và yêu thương nhau, thì chú rể anh Tuấn và cô dâu Mai Lê, họ đã cùng thương câu chuyện tình của mình với gia đình đôi bên, và được sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của hai bên gia đình, thì ngày hôm nay tại hôn trường của gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà toàn bộ đã long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho chú rể anh Tuấn và cô dâu Mai Lê. Và điều đó cũng chứng minh một điều rằng, kể từ ngày hôm nay, hai bạn sẽ chính thức nên nghĩa vợ chồng. Kính thưa quý vị, và giờ phút này đã đến giờ đẹp, giờ hoàng đạo để chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn, cho phép Bảo Ngọc, Vĩnh Thành xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình lễ thành hôn của chú rể anh Tuấn, cô dâu Mai Lê. Cô dâu Mai Lê, chú rể anh Tuấn xin phép được bắt đầu. Và những tràng vỗ tay của quý vị vang lên lớn hơn nữa để thay cho tiếng pháo chúc mừng, có được không ạ? Vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Một lần nữa chúng tôi xin phép được liên tục thay lời cho đại gia đình xin được gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện quý báu của toàn thể quý vị. Chúng ta đã có chút thời gian và ngọc đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi tới quý vị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị, cảm ơn tràng pháo bông pháo hoa rất đẹp mắt của tổ chức sự kiện nhà giàn Hiêu Ngát đã cùng vang lên để khai mạc cho những phút giây đầu tiên chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý kính mến, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành sự tập trung và hướng ánh mắt thân thương về sân khấu, cùng lắng nghe trước tiên là ý kiến phát biểu từ vị trưởng đoàn đại diện của gia đình họ nhà gái. Bác sẽ có lời trao dâu dành cho gia đình họ nhà trai và kính gửi tới đại gia đình họ nhà trai những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất cùng với sự đón tiếp trọng thể ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em nam nữ bên hai họ, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, được sự đồng ý của hai cháu Tuấn và Lê, và được sự đồng ý của chính quyền địa phương cũng như của hai gia đình anh bác ông Hồng và hai vợ chồng Hồng ông anh bà Hồng và ông Toàn, ông Bộ Toàn. Và tôi thay mặt gia đình họ nhà gái từ giờ phút này xin trao cháu Lê về làm dâu con của ông bà Toàn cũng như là các cháu của ông bên nội của cháu Tuấn. Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin để trân trọng cảm ơn những lời phát biểu và ngọc của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái đã có những lời phát biểu giao dâu trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng có đôi lời phát biểu đắt từ. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn. Kính thưa các cụ, cậu, các bà, cô dì, chú bác, tôi thay mặt thay lời cho đại gia đình nhà trai xin chấp nhận lời giao dâu của vị đại diện gia đình nhà gái. Và từ giờ phút này thì cháu Lê đã chính thức làm con dâu của ông Toàn, bà Bố, và là vợ của cháu Tuấn và là các cháu của các cụ công, các bà trong dòng họ Lê nhà chúng tôi. Và cháu Tuấn cũng là cháu rể của các cụ công, các bà bên dòng họ nhà gái. Và từ tôi cũng không biết nói gì hơn, xin chúc các cụ công, các bà cùng toàn thể hội hôn một sức khỏe mạnh khỏe, và tôi xin hết ạ. Xin được chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu của hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình. Cũng xin được đỡ lời cho ban tổ chức gia đình họ nhà trai, họ nhà gái cảm ơn hai bác thật nhiều cùng với vai trò trọng trách cao cả ngày hôm nay đã cùng chèo lái con thuyền tình yêu của cô dâu chú rể cập tới bến bờ hạnh phúc. Và xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng tiến lên trên ạ. Hai bác sẽ thay lời cho hai bên gia đình, thay mặt cho hai bên gia đình trao cho nhau một chiếc bắt tay. Vâng, để siết chặt tình thông gia giữa gia đình họ nhà trai cùng với gia đình họ nhà gái sẽ mãi mãi bền chặt gắn kết keo sơn kể từ ngày hôm nay cho mãi về sau này. Và một tràng pháo tay của toàn thể quý vị khách quý chúng ta dành để chúc mừng đi ạ. Xin được cảm ơn quý vị.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai bác và xin được mời hai bác sẽ tiếp tục trở về vị trí bàn tiệc để cùng chứng kiến những nghi lễ trong ngày lễ thành hôn của chú rể Anh Tuấn và cô dâu Mai Lê. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay buổi lễ thành hôn của chú rể Anh Tuấn và cô dâu Mai Lê thì chúng ta sẽ được chứng kiến những nghi lễ hết sức trang trọng và lịch sự. Chúng tôi mong muốn những ánh mắt của quý vị chúng ta đừng rời khỏi sân khấu ngày hôm nay. Và ngay sau đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị tân khách quý, chúng tôi muốn chú rể Anh Tuấn, cô dâu Mai Lê, hai bạn sẽ cùng minh chứng tình yêu của mình và cùng trao cho nhau kỷ vật trong tình yêu. Và trước tiên đó chính là vòng nhẫn cưới, vòng nhẫn thân thương mà ngày hôm nay cô dâu chú rể sẽ cùng trao cho nhau trước sự hân hoan chứng kiến chúc mừng của toàn thể quý vị quan viên khách quý hai bên bốn họ để cùng minh chứng tình yêu và hạnh phúc của mình. Cặp nhẫn trên tay của cô dâu chú rể ngày hôm nay sẽ mang một ý nghĩa thiêng liêng cao cả, đó là vòng tròn không điểm đầu và không có điểm cuối, tượng trưng cho một tình cảm yêu thương và hạnh phúc đã được trọn vẹn và viên mãn. Hai bạn sẽ cùng dành trao cho nhau để cùng đeo trên tay, luôn nhắc nhở mình cùng với đối phương: từ nay anh Tuấn đã là chồng của Mai Lê, Mai Lê đã là vợ của anh Tuấn. Và chúng ta sẽ cùng chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Bắt đầu bên nhau. Và xin mời chú rể anh Tuấn sẽ trao cho người vợ hiền của mình kỷ vật cho tình yêu, đó chính là vòng nhẫn cưới. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến một hình ảnh rất tuyệt vời. Chú rể anh Tuấn đang trao cho người vợ của mình chiếc nhẫn tình yêu. Và kính thưa quý vị, điều này cũng chứng minh một điều rằng kể từ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2021, tức ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu, hai bạn đã chính thức nên nghĩa vợ chồng. Xin mời cô dâu Mai Lê cũng sẽ trao cho người chồng của mình chiếc nhẫn đính ước ngày hôm nay ạ. Đưa ngón tay đeo nhẫn của mình lên để các nhà nhiếp ảnh quay phim sẽ giúp hai bạn ghi lại những khoảnh khắc thân thương này. Vâng, chúng tôi xin được một lần nữa chúc cho chú rể anh Tuấn của dòng Mai Lê, hai bạn sẽ trong năm tìm viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, sẽ sớm sinh được quý tử, những bé trai bé gái khôn ngoan và kháu khỉnh để gia đình đôi bên có thể được chăm sóc và bồng bế. Những tràng vỗ tay của quý vị vang lên thật lớn để chúc mừng có được không ạ? Vâng, rất mong những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị chúng ta liên tục dành cho cô dâu chú rể để chúc mừng cho hạnh phúc của hai bạn. Và vào đó là món quà đầu tiên, tiếp theo sau đây sẽ là món quà thứ hai không thể thiếu được trong mỗi một ngày cưới của một cặp đôi tân lang và tân gia nhân, và đó chính là một nụ hôn trong ngày cưới của cô dâu chú rể. Và bạn xin mời cô dâu chú rể một lần nữa sẽ quay lại với nhau và dành trao cho nhau món quà thứ hai trong ngày cưới của mình. Và chúng tôi xin được mời cô dâu Mai Lê, bạn sẽ đặt đôi bàn tay đông gọn của mình lên đôi bờ vai vững chắc của người chồng. Và chú rể anh Tuấn sẽ cùng đặt tay lên bờ eo mềm mại của cô dâu. Xin mời hai bạn. Và kính thưa quý vị khách quý, chúng ta sẽ thống nhất đếm ngược 3, 2, 1 để cô dâu chú rể sẽ cùng thực hiện nụ hôn này. Và tiếp tục đếm ngược trong 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1 để hai bạn sẽ kéo dài nụ hôn này dài trong 5 giây, để tất cả các nhà nhiếp ảnh, các nhà quay phim sẽ có những khoảnh khắc và giúp cô dâu chú rể ghi lại những hình ảnh thân thương này, đúng không ạ? Và quý vị, chúng ta sẵn sàng đếm chưa? Hãy cùng với Minh Thành và Bảo Ngọc hô thật to để cô dâu chú rể sẽ thực hiện nụ hôn hạnh phúc, được không quý vị? Cô dâu và chú rể đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? 3 2 1 Xin mời! Xin mời! Và chúng ta bắt đầu đếm ạ! 5 4 3, 2, 1 tay quý vị ơi! Xin chúc mừng các bạn trẻ của chúng ta. Liếc thấy thì là đang hôn nhau, còn nói chuyện gì với nhau. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, đó là những món quà thân thương mà cô dâu chú rể đã trao cho nhau minh chứng tình yêu và hạnh phúc của mình trong ngày cưới hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý. Vâng, và trong nghi lễ ngày cưới thì cô dâu chú rể sẽ cùng chung tay thực hiện những nghi lễ, sẽ cùng tượng trưng cho những hình ảnh sẽ chia ngọt sẻ bùi cũng như san sẻ những hương vị mặn nồng cay đắng sẽ được diễn ra trong cuộc sống trong tương lai từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Trước tiên sẽ là cắt bánh gato và sau nữa là rót rượu champagne. Xin mời cô dâu chú rể trước tiên sẽ cùng bước sang phía tháp bánh. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng chung tay và cầm lên chiếc dao tình yêu hạnh phúc của mình nha. Hai bạn hãy cùng chung tay và cắt lên tầng bánh đầu tiên, xin tầng bánh thấp nhất của tháp bánh. Đó, và tầng bánh thấp nhất này tượng trưng cho nền móng vững chắc của tình bạn, tình yêu và hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể
bánh này sánh nghĩa phu thê, tình chàng ý thiếp ta về với nhau, để cùng chung bước đến mai sau, thủy chung son sắt bên nhau trọn đời. Thì thưa quý vị, những tầng bánh kem ngọt ngào của chúng tôi còn thể hiện cho tình yêu trong trắng, tình yêu thủy chung của anh Tuấn và Mai Lê. Họ đã dành trọn cho nhau tình yêu, dành trọn cho nhau cả cuộc đời này. Và nghi lễ cắt bánh cưới ngày hôm nay đã khẳng định và chứng minh một điều rằng con thuyền tình yêu của họ đã thực sự cập đến bến bờ của hạnh phúc. Xin chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bằng đầu nghĩa phu thê. Vâng, để khắc họa hơn, khắc họa rõ nét hơn nữa những hình ảnh yêu thương này, vâng, xin mời cô dâu chú rể đứng một miệng cho nhau đi ạ. Vâng, xin mời hai bạn. Vâng, một tràng pháo tay của toàn thể quý vị chúng ta dành để chúc mừng cho hình ảnh yêu thương chia ngọt sẻ bùi của đôi tân lang và tân gia nhân được không ạ? Vỗ tay đi quý vị. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn và chúc mừng. Xin mời chú rể anh Tuấn và cô dâu Mai Lê, hai bạn sẽ cùng trở về với tháp ly để cùng nhau đến với nghi lễ rót rượu trong ngày hôm nay ạ. Mời chú rể anh Tuấn sẽ nhấc lên chai rượu đầu tiên, hãy lắc mạnh chai lên trước khi mở nắp chai ra. Một chồng tháp ly được xếp đặt rất là khéo léo, tượng trưng cho một ngọn tháp cao của tình yêu, của hạnh phúc mà ngày hôm nay cô dâu chú rể anh Tuấn Mai Lê đã cùng hưởng thụ. Từng bậc của những chiếc ly sẽ tượng trưng cho những cung bậc của tình cảm, của yêu thương, của hạnh phúc mà ngày hôm nay sau biết bao nhiêu tháng ngày cùng gom góp, cùng xây dựng chắc chiêu thì cô dâu chú rể đã cùng siết chặt tay nhau, đã chèo lái con thuyền tình này cập tới bến bờ hạnh phúc. Và chai rượu đầu tiên đã được chú rể khui ra, xin mời cô dâu chú rể hãy cùng chung tay đi ạ. Hai bạn hãy cùng chung tay và cùng rót lên tháp ly. Và kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thì rượu luôn là biểu tượng cho sự nồng cháy và ái ân trong tình yêu. Vâng ạ, những dòng rượu này đang chảy được ví như nước của mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu của hai bạn được xanh tốt và mật ngọt để tô thắm mãi mai sau. Và nghi thức rót rượu ngày hôm nay một lần nữa lại chứng minh kể từ ngày hôm nay hai bạn đã chính thức nên nghĩa vợ chồng. Chúng tôi xin chúc cho hai bạn sẽ sớm sinh được quý tử. Và một lần nữa chúng ta có thể tiếp tục dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho anh Tuấn và Mai Lê, được không ạ? Vỗ tay ạ! Tiếp theo xin mời chú rể sẽ khui ra chai rượu sâm banh thứ hai, xin mời. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ làm gió lộng để em là mây bay, anh sẽ làm nắng mai để em là hoa cỏ, và anh Tuấn sẽ là lưới nhỏ để Mai Lê bước vào đời. Mời chú rể tiếp tục khui ra chai rượu sâm banh thứ ba. Và với chai rượu sâm banh thứ ba, khi khui ra xong xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng rót ra những chiếc ly ở trên bàn trước, và sau đó phần còn lại sẽ cùng tiếp tục rót lên tháp ly. Kính mến đang được trải nghiệm trong những giây phút hân hoan ngập tràn hạnh phúc và lãng mạn ngày hôm nay, cô dâu chú rể anh Tuấn Mai Lê vẫn luôn nhớ tới công sinh thành dưỡng dục của những đấng sinh thành giữa hai bên gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái. Và trong ngày vui trong đài hạnh phúc nhất cuộc đời của mình ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý, cô dâu chú rể muốn dâng những ly rượu thành kính thay cho những lời cảm ơn chân thành tận đáy lòng tới tất cả các đấng làm cha làm mẹ của hai bên gia đình. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở lại với sân khấu, đó là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn sẽ đại diện cho hai bên gia đình. Sự hiện diện của ông bà toàn bộ người cha người mẹ sinh thành của chú rể anh Tuấn, và cũng rất vui mừng vinh dự cho gia đình họ nhà trai ngày hôm nay. Phái đoàn đưa dâu của gia đình họ nhà gái có sự hiện diện của bố cô dâu Mai Lê. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố cô dâu Mai Lê cũng sẽ cùng tiến về sân khấu cùng đón nhận ly rượu thành kính cảm ơn của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Xin mời. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà toàn bộ cùng với thân sinh của cô dâu Mai Lê. Xin được mời các ông bà sẽ cùng trở lên sân khấu ngày hôm của hai gia đình, những người đã chèo lái con thuyền tình yêu của anh Tuấn và Mai Lê cập đến bến bờ của hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai bác cũng sẽ cùng trở lên sân khấu ạ. Và
đầu tiên này, xin mời cô dâu chú rể sẽ kính dâng lên, mời hai vị trưởng đoàn xin mời. Sẽ cùng đỡ và dâng lên cho cha và mẹ, ông bà toàn bộ. Và một ly rượu tiếp theo, xin mời cô dâu chú rể hãy cùng chung tay đỡ lấy và dâng tới cho cha của cô dâu Mai Lê. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng đỡ lấy ly rượu của mình và cùng đứng vào chính giữa đi ạ. Tăng tảo sớm hôm mẹ đã nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho đời con. Với tất cả công đức trời về đó, ngày hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý, cô dâu chú rể cùng với ly rượu hồng trên tay kính dâng lên các cha các mẹ và kính chúc các cha các mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, bách niên dài lão và sẽ là cây cao bóng mát để cho các con các cháu được nương nhờ. Và cùng đón nhận lời cảm ơn này của hai con, xin mời các bác chúng ta sẽ nghiêng vai chạm ly với cô dâu chú rể cùng đón nhận và chúc phúc cho hai con ngày hôm nay, xin mời. Tình thân gia của hai bên gia đình sẽ được gắn bó và bền chặt trăm năm. Chúc mừng đại gia đình hai bên kể từ ngày hôm nay đã có sự hiện và thể đạo. Xin mời cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau. Hai bạn hãy vòng tay cầm ly qua tay nhau đi ạ. Vâng, và quý vị khách quý kính mến, chúng ta sẽ hô thật to những tiếng rô để giúp đại gia đình sẽ cùng cạn ly rượu này được không ạ? Hai, ba, rô và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cạn ly chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rể ạ. Thưa quý vị thân mến, trong ngày cưới, hạnh phúc trọng đại của chú rể Anh Tuấn và cô dâu Mai Lê có những món quà để dành tặng cho hai con thân yêu. Xin mời các bác sẽ trở lại bàn tiệc trà tiệc nước danh dự của mình, tiếp tục những câu chuyện tâm giao. Và xin mời ông bà toàn bộ sẽ lát lại sân khấu tiếp tục chương trình trao quà. Xin mời bố sẽ đứng về bên con trai và xin mời mẹ đứng về bên con dâu. Xin mời. Và kính thưa quý vị, sau phần trao quà của ông bà toàn bộ thân sinh của chú rể Anh Tuấn, chúng con xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của ông bà nội của chú rể Anh Tuấn, cũng có những món quà để dành tặng cho các cháu thân yêu. Trân trọng kính mời ông bà sẽ di chuyển lên khu vực sân khấu. Nuôi con từ thuở ấu thơ, niềm vui mong đợi bây giờ là đây. Chút còn nhỏ tấm lòng son, cha mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này. Cùng sinh một gái một trai, cùng nuôi dạy cho tốt để hai bên gia đình cùng được thỏa nỗi mong chờ. Đó chính là những lời nhắn nhủ thân thương với món quà ý nghĩa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng con cũng xin được vui mừng chào đón món quà của ông bà nội của chú rể Anh Tuấn với những lời chúc mừng ông bà đã dành tặng cho các con. Xin được trân trọng kính mời, cảm ơn tấm lòng của ông bà. Ông bà ngoại chú rể Anh Tuấn sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng quà và chúc mừng. Vâng, và kính thưa quý vị, ông bà ngoại do sức khỏe không cho phép, vâng, xin được nhờ bác Tiến trao giúp món quà thân thương này cùng với lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho hai cháu. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Món quà tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một kính mời các chú thính bên gia đình nhà nội sẽ cùng tiến về sân khấu trao tặng quà và chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rể. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời em gái của chú rể Anh Tuấn cũng liên tục trở lên sân khấu.
quà ý nghĩa ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, do điều kiện thời gian của chương trình, chúng tôi rất mong muốn quý vị, người thân, các cô dì chú bác, quý vị thân khách quý, những ai có những món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhanh chóng di chuyển đến khu vực sân khấu. Cùng với đại gia đình, xin được cảm ơn những tấm lòng, những món quà hết sức ý nghĩa của tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở xuống các bàn tiệc trà, cùng uống nước xoay trầu để tiếp tục chứng kiến chương trình ngày hôm nay. Chung vui trở về, chúc mừng cho hai bạn. Kính thưa quý vị, và liên tục chương trình cho buổi lễ thành hôn của anh Tuấn và Mai Lê ngày hôm nay. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một chương trình ca nhạc đặc biệt với những ca khúc thật sự hay và ý nghĩa. Chúng tôi xin mời quý vị cùng dành những tràng pháo tay lớn hơn nữa để chào đón lên sân khấu ngôi sao ca nhạc nam ca sĩ Du Thiên. Vâng, đó rất tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin gửi đến toàn thể gia đình nhà mình một non-stop những cái bản hit và thời gian gần đây Thiên đã may mắn được quý vị yêu thương ủng hộ rất là nhiều. Xin gửi đến toàn thể gia đình nhà mình và cũng dành tặng cho những người anh em đấy, là những người bạn của chú rể ở đây, bạn cô dâu đang ngồi đây, ca khúc Muôn Kiếp Là Anh Em. Non-stop Muôn Kiếp Là Anh Em, mà anh em đừng phang nhau nhá. Đẹp lành chưa? Nên đây quẩy chúng ta cho vui. Quỳnh Kiếp lên! Quỳnh Kiếp rồi anh em nhé.
Gia đình mình cùng là thưởng thức ca khúc làm huynh đệ kiếp này của nhau. Cháu trai thì lên được rồi, cháu gái thì bao giờ lên thất. Cháu thì bao giờ lên thất. Các chị em lên lên quẩy của các ca vui nhé. Đó là chị đâu, chị bảo lên lên quẩy nữa đấy. Chờ mãi thì chưa đi lên. Cháu có biết là kéo cả vợ lên hay là chồng quẩn cho nó máu à, ấy mặc váy thế quẩn mới đẹp. Thế là quẩn thế tung váy. Rồi ok. Anh em ở dưới cùng đưa tay lên cao được không anh em ơi? Alo, ok. Vỗ cho bạn, vỗ cho bạn. Ok. Vỗ rồi, ngày vỗ chưa nhiều lắm, Và có biết sung sướng là gì không? Sung sướng là như thế này nè. Các anh em ở dưới đây đã quẩy cho vui rồi các bạn. Bây giờ sẽ là một chiếc loài đẹp nhá. Vâng, như đã mong chờ, chúng ta lúc này đây sẽ cùng chào đón lên sân khấu ngôi sao ca nhạc Vương Bảo Nam bằng một trong tay của toàn thể quý vị, được không ạ? Vâng, rất tuyệt vời, xin mời Vương Bảo Nam. Lời đầu tiên cho phép Vương Bảo Nam quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay, lời kính chúc hoàn toàn trân trọng nhất. Thật sự là hôm nay một ngày rất là long trọng của cô dâu rể hôm nay, không có gì hơn.
chúc cho hai em này trăm năm hạnh phúc và toàn quý vị ở đây có một buổi tiệc thật là ngon miệng cùng tất cả người thân hôm nay. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa. Với ao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi về đêm vui. Dòng sông say say lên ước mơ, thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta sướng hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa. Với ao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi về